Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu giảng dạy trong đền thờ, người ngước mắt lên nhìn thấy người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. Người cũng thấy một bà quá túng thiếu kia bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm. Người liền nói: Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia đều rút tiền dư bạc thừa của họ mà bỏ vào dâng cúng. Còn bà này, tuy thật túng thiếu, bà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, lắng nghe bài tin mừng hôm nay, chúng ta nhận ra cách Chúa Giêsu nhìn nhận giá trị qua hành động dâng cúng của bà quá. Người đàn bà quá bụa nghèo khổ đã chỉ dâng cúng vào thùng tiền đền thờ có 2 đồng tiền kẽm, tức là một số lượng tiền rất nhỏ. Nhưng theo sự đánh giá của Đức Giêsu, bà đã dâng cúng nhiều hơn ai hết. Nhận định này của Đức Giêsu có vẻ mâu thuẫn và phi lý. Tuy nhiên, cái căn cứ mà trên đó Đức Giêsu đưa ra nhận định độc đáo đó của người là sự kiện bà đã dâng cúng tất cả những gì bà có, chứ không phải tổng số giá trị vật chất của tài sản đã được dâng cúng. Tiêu chuẩn đánh giá như vậy không phải là số lượng tiền, mà là tính toàn thể của những gì được dâng và tương quan của những gì được dâng đối với người dâng cúng. Người đàn bà quá bụa và nghèo khổ này đã dâng tất cả những gì bà có trong tay và là những thứ thiết yếu để nuôi thân bà, tức là bà dâng cúng cho đến mức độ tận cùng. Cho dù tổng giá trị vật chất của đồ dâng cúng thật bé nhỏ so với những người khác, Đức Giêsu đã coi hành động dâng cúng này là đúng đắn và gương mẫu. Tác giả tin mừng cũng cố ý nhấn mạnh trên một chi tiết quan trọng. Đây là bà quá túng thiếu, bà quá nghèo. Sự bất hạnh bị nhân đôi, quá bụa và nghèo khổ. Là người phụ nữ quá bụa, bà thuộc về tập hợp những người bé mọn và yếu thế xét về phương diện xã hội. Bà lại nghèo khổ nữa, có lẽ phải sống nhờ việc ăn mày, vì tất cả những gì bà có chỉ là 2 đồng tiền kẽm, giá trị 1/4 đồng xu Roma, tức là bằng 1/6 đồng quan denarius hay bằng 1/6 lương công Nhật của một người thợ hạng xoàng. Chắc chắn bà chẳng có của cải gì, cũng chẳng có công ăn việc làm gì để nuôi thân ngoài việc ăn xin. Bà không chỉ nghèo mà hơn nữa, bà còn phải hoàn toàn tùy thuộc vào bá tánh để có thể sống qua ngày. Thế mà bà đã dâng cúng vào hòm tiền đền thờ tất cả 2 đồng tiền kẽm nhỏ bé ấy. 2 đồng tiền kẽm gần như không có giá trị gì cho đền thờ, nhưng bà dám bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Đó là tâm tình sống phó thác, bình an khi biết mạng sống của mình phụ thuộc vào lòng từ bi của Chúa. Đồng thời cũng là cách bà diễn tả hết tấm lòng yêu mến Thiên Chúa với tất cả sức lực, theo cách mà bà có thể làm được. Lạy Chúa Giêsu, 2 đồng tiền kẽm vốn chẳng có mấy giá trị về vật chất, nhưng việc dâng cúng số tiền ít ỏi ấy của bà quá nghèo lại trở thành gương mẫu cho các môn đệ của Chúa. Xin cho chúng con biết sống tin tưởng và phó thác vào Chúa, đồng thời sống trọn vẹn tâm tình yêu mến với Chúa bằng tất cả sức lực của chúng con. Amen.